Ngày 22 tháng 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao con trăn gấm cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo quy định. Trước đó, người dân sống ở đường T6, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú phát hiện tiếng động lạ trên trần nhà nên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện một con trăn khủng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Tân Phú nhanh chóng đến hiện trường để bắt con trăn. Theo cảnh sát, con trăn rất khỏe, các cán bộ chiến sĩ phải dùng các phương tiện chuyên dụng để bắt đưa ra ngoài. Đây là trường hợp hy hữu chưa từng có tiền lệ mà lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ thực hiện với cá thể trăn có trọng lượng lớn, thực hiện trong khoảng 5 năm trở lại đây, một cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nói. Theo người dân, con trăn có thể do ai đó nuôi và sổng ra ngoài, chứ khu vực đều là khu dân cư, khó có thể để trăn hoang dã sinh sống. Thôi, cho ra đường là tính, cho ra đường là tính. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.